Rồi quý vị ơi, bên size 1988. Được rồi Bi. 5 cái sâm núi trái 350k. Cái lô này quay cho cái ông anh mà có số đuôi là 90571. 90571, anh yêu cầu tôi quay cho anh mấy cây sâm núi trái mini nhỏ nhỏ để bàn thôi. Đây tôi quay cho ông mấy cây đây. Cái này là 5 cây nha anh, 350k bao ship nha. Đó, 50 cây nha, 60.000 một cây nha, 50.000 tiền ship nữa nha. 6 5 30, tiền cước hết 50.000 nữa là ra 350 nha anh. Đó, đầu tiên cho ông coi cây số 1 nè. Cây số 1 nè. Cái này là sâm núi trái nha, siêu mini nha. Bằng tay tôi đây nha. Rồi, được rồi, alo tôi gửi cho nha. Ông nào quen ship code lạ chuyển khoản à. Rồi, có từng mua cây của tôi rồi thì tôi ship code nha, còn anh này chưa mua lạ là bắt buộc phải chuyển khoản nha, nói trước à. Hỏi ý kiến cái còi gì chân á, được mua không được thôi à, không nói nhiều mệt lắm. Đây cây số 3 nè, tôi bán gọn lắm, nào 1122 à. Nè, nó có chùm trái nè, thấy không, thấy không, thấy trái không, giống như trái tiêu rồi đó, thấy không, trái chà bá lửa luôn ha, 4 trái luôn nha, chùm 4 trái. Đây, cây số 4 nè, dán bye bye về anh, khỏi gì chân, anh cứ để vậy nè anh tỉa. Nếu mà không có muốn cho nó ra trái phải không, mấy cái này mua Atunis bơm Nover á, mấy cái loại mà kích thích ra trái á, là xịt cái này vô ha, dài ba đợt là nó ra trái à. Atunis thì nó không mạnh bằng bơm Nover nha, bơm Nover nó mạnh hơn. Còn mấy xịt thứ này nè, đó, xịt thứ này nè, 10-60-10 nè, ông quất vô đây đi, chừng hai cử như vậy thôi ha. Xong rồi cái ông mua cái thằng nào nó có kali cao, ông đẩy vô cho nó hai cử nữa ha, cách nhau 7 ngày, một cử 7 ngày, một cử trong vòng tháng 1. Đó là ông này nó nhú qua liền, nó đứng cái đọt lại là nó nhú qua liền nha, nhú bông á, nhú chùm bông á. Rồi, 4 em với anh em này nữa, em này dán bye bye nữa nha, là 5 em nha. Đó, về chồng bye bye vậy nè, làm tiểu cảnh luôn, mini luôn, 60 cây vậy nha, thêm 50 tiền cước nữa là 350, 5 cây 6 5 30, 50 tiền cước nữa. Rồi xuống à.